chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc Việt Nam vẫn luôn cháy mãi trong tâm khảm của những người lính của Hồ. Trong lửa đạn chiến tranh, họ đã kề vai sát cánh, cùng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương. Và ngày nay trong thời bình, những người lính năm xưa lại bên nhau để cùng sẻ chia, động viên và cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, quê hương và trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Hoạch, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Môi trường Thanh Bình là một tấm gương như vậy. Năm 1972, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường bảo vệ đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trở về quê nhà và trải qua nhiều ngành nghề khác trong những thời điểm đất nước còn nhiều gian khó, nhưng khao khát làm giàu vẫn luôn nung nấu, thôi thúc trong ông. Năm 1995, được cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch đã cùng các đồng đội của mình thành lập Hợp tác xã Vận tải và Vệ sinh Môi trường Thanh Bình, giải quyết công ăn việc làm cho 160 cán bộ công nhân với mức thu nhập ổn định. Ngoài lĩnh vực môi trường, Hợp tác xã còn phát triển thêm dịch vụ vận tải trong và ngoài tỉnh. Sau gần 30 năm hoạt động, Hợp tác xã Vận tải và Vệ sinh Môi trường Thanh Bình và cá nhân Giám đốc Nguyễn Hữu Hoạch đạt được nhiều thành tích, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Người ta gọi ông là ngôi sao thời bình. Vâng, trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì ông có thể chia sẻ với khán giả truyền hình về chặng đường mà ông đã tham gia quân ngũ như thế nào không ạ? Bản thân tôi cũng rất là khao khát được đứng trong cái hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Thứ nhất là bảo vệ Tổ quốc, thứ hai nữa là rèn luyện bản thân. Tôi nhập ngũ năm 22 tuổi, vào tháng 8 năm 1972. Năm 72 cũng là năm rất là nóng bỏng, máy bay Mỹ bắn phá rất là nhiều. Thế là trong chiến đấu thì tôi cũng đã được rất là nhiều những cái thành tích, được đơn vị tặng bằng khen. Thế rồi thì cũng vinh danh nhiều những cái danh hiệu, rất là tôi cũng cảm thấy là mình rất là phấn chấn và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Và trong những năm tháng tham gia chiến đấu thì điều gì đối với ông là quan trọng nhất? Trong quân ngũ thì điều tôi ấn tượng nhất là tôi thực hiện theo lời dạy của bác là công tác dân vận. Đấy. Tôi đi đến đâu thì cũng đều được bà con rất là quý mến và giúp đỡ rất là nhiều. Nó giúp tôi để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ về công tác dân vận và giúp cho nhân dân địa phương về vấn đề tăng gia sản xuất, vườn ao chuồng. Khi trở về với đời thường thì điều gì đã thôi thúc ông khi thành lập hợp tác xã và tham gia vào phát triển kinh tế gia đình như vậy? Khi tôi ở trong quân đội thì tôi cũng cùng với nhân dân tham gia tăng gia sản xuất. Đấy, rồi thì khi về nhà thì lập tức tôi cũng cùng với lại dân làng là trồng rau, rồi thì đào ao, thả cá, chăn nuôi. Đấy, lúc đó là những cái bà con quanh khu xóm tôi ở là họ cũng làm theo. Năm 88 là tôi là vui. Đấy, lúc đó là xuất phát từ cái địa bàn tỉnh Tuyên Quang này, lúc đó là vật liệu xây dựng rất là khó. Đấy, ở mỏ đất chịu lửa duy nhất là có một đơn vị sản xuất vôi và vật liệu xây dựng thì nhân dân mua hàng nộp tiền hơn năm sau mới lấy được vật liệu. Thế thì tôi về tôi làm luôn ba lò vôi. Đấy, lúc đó là vôi của tôi đi khắp tất cả 7 tỉnh miền núi phía Bắc. Là năm 95. Đấy, thì khi lúc tôi làm vôi rồi thì tôi thấy rằng là cái giao thông của tỉnh Tuyên Quang này lúc đó rất còn hạn chế. Thế thì tôi nghĩ rằng là bây giờ mình phải triệu tập tất cả các anh em lại. Đấy, đầu tiên có 5 người, 5 cựu chiến binh là góp vốn vào mua xe, chở vật liệu, sau đó dần dần kết nạp đến năm 2008 là nó lên tới 47 đầu xe. Chỉ là khi tôi đang nằm trên các cái tuyến đường của tỉnh Tuyên Quang này, công ty đô thị nữa thì chỉ có vươn ra tới ngã ba Bình Thuận thôi, đổ lên tức là phạm vi bán kính 2 cây số, còn từ ngã ba Bình Thuận đổ vào trong đến Mỹ Bằng là không có ai làm. Lúc đó tôi đề xuất là cho tôi làm toàn bộ cái tuyến từ ngã ba Bình Thuận vào đến Mỹ Bằng và từ ngã ba Bình Thuận đổ xuống
cái đoàn hùng đấy, để đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn bộ địa bàn của huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, lúc đó là thị xã Tuyên Quang. Sau gần 30 năm, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Môi trường Thanh Bình được thành lập và đi vào hoạt động thì đã đạt được rất nhiều những cái thành tích đáng ghi nhận. Vậy thì ông có thể chia sẻ về chặng đường mà Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Môi trường Thanh Bình đã đi qua và gặt hái được những thành công? Khi chúng tôi thành lập hợp tác xã từ năm 95 đến giờ, năm nay là 29 năm, thì nói chung là chúng tôi liên tục là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tỉnh Tuyên Quang đấy, và liên tục đạt danh hiệu là đơn vị tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang. Đấy. Thế rồi thì bản thân tôi là cũng được là công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang và cũng đã được rất nhiều các cái bằng khen và được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Thế rồi thì hợp tác xã cũng được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi với cái sự động viên của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác xã của tôi. Thì tôi hoàn toàn là làm vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn. Đấy, cho nên là kết quả cuối cùng được đánh giá là lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với lại Bộ Tài nguyên Môi trường về thăm thì người ta cũng đánh giá là Tuyên Quang là triệt để về vấn đề môi trường nông thôn. Thế mà từ đó thì chúng tôi cũng đã đứng vào top 10 về môi trường xanh quốc gia. Thế rồi thì top 50 về vấn đề đơn vị là chuyển đổi công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh. Chúng tôi luôn luôn đổi mới công nghệ, luôn luôn có những cái sáng kiến hợp lý hóa. Đấy, ví dụ như là từ năm 2012 lúc đó là chưa đâu có cái phong trào là vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn, nhưng lúc đó chúng tôi đã vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn rồi, mà chúng tôi đã mở một cái xưởng nhựa để xay các cái nhựa phế phẩm ra thu gom về. Đấy, chúng tôi động viên các cháu học sinh đấy, có phần thưởng, có quà cho các cháu học sinh để các cháu tích cực thu gom các cái rác thải nhựa. Thế rồi nhân dân thì chúng tôi cũng có quà đổi hoặc tiền, hoặc là mua bằng tiền mặt hoặc đổi một vật chất. Đấy, cho nên người ta rất là cần cù chịu khó để mà thu gom cái phân loại rác tại nguồn này ở tại các hộ dân. Đấy, và những hộ dân mà được chúng tôi phổ biến họ cũng rất là phấn khởi. Như chúng tôi được biết là Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Môi trường Thanh Bình thu hút các cái thành viên cũng là cựu chiến binh. Vậy thì tinh thần những người lính, những người đồng chí đồng đội đã được phát huy như thế nào? Thì hầu hết những cựu chiến binh là những người mà từ chiến trường trở về. Thì bây giờ họ về địa phương là họ là những người tinh thần trách nhiệm, tinh thần yêu nước lòng làng. Đấy. Thế cái thứ ba nữa là về cái tính cần cù siêng năng. Đấy, cho nên là tôi ưu tiên nhất là những người là từ chiến trường trở về, là thứ nhất là cựu chiến binh. Một khi đã nói đến người chiến sĩ mà đã tham gia cùng với mình ấy, cùng đồng đội mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ có điều tốt đẹp, đã được qua huấn luyện rất là nhiều về bản lĩnh chính trị. Đấy, anh bộ đội Cụ Hồ. Đấy, cho nên là nói là làm, đồng chí đồng đội thương yêu giúp đỡ nhau. Đấy, đùm bọc lẫn nhau trong những lúc thuận lợi cũng như là những lúc khó khăn. Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tuyên Quang, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch còn tích cực trong việc tạo cảnh quan môi trường đô thị sạch, xanh, sáng đẹp, tham gia tích cực các hoạt động chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Với những người đồng chí đồng đội, ông luôn sát cánh động viên, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Với những đóng góp tích cực, năm 2024, Hợp tác xã Vận tải và Vệ sinh Môi trường Thanh Bình là một trong số 100 hợp tác xã trong toàn quốc được vinh danh ngôi sao hợp tác xã. Đây là niềm vinh dự, tự hào của người lính bộ đội Cụ Hồ. Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Môi trường Thanh Bình được vinh danh là ngôi sao hợp tác xã năm 2024. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không? Thì nó cũng xuất phát từ qua quá trình hoạt động. Đấy, thì từ cái chỗ mà đơn vị tôi là được top 50, đơn vị tiên phong đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh. Đấy, tức là lúc đó là cũng do nhà nước tổ chức. Đấy, là những cái đơn vị tiên phong đổi mới công nghệ. Ví dụ như bọn tôi là tôi tiên phong làm về vấn đề rác phân rác ngoại rác tại nguồn này, tuyên truyền cho nhân dân là phân loại rác tại nguồn từ năm 2010 đến năm 2012 thì chúng tôi là thấy xưởng nhựa nó có tiêu thụ rất là nhiều, tôi lại thành lập cái sản xuất nhựa. Đấy thì cái đó là khi mà nhà nước thấy rằng là mình làm rất là có hiệu quả, người ta phong tặng là một đơn vị tiên phong đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh là top 50. Thế sau đó khi tôi làm tốt qua các năm tiếp theo thì vẫn cứ lãnh đạo vẫn cứ thế hoàn thành nhiệm vụ tốt thì coi như là cũng suy tôn là đơn vị tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang.
thế rồi top 10 về vấn đề là đơn vị là mạnh trong vấn đề môi trường xanh quốc gia. Đấy. Thế bản thân tôi thì cũng đã được đi thuyết trình 6 nước ASEAN về vấn đề môi trường nông thôn. Năm nay là lần đầu tiên là Việt Nam mình tổ chức cái giải thưởng ngôi sao hợp tác xã. Đấy, thì là cả một nước là có hơn, nó có 38.000 hợp tác xã, nhưng mà chỉ chọn được 100 hợp tác xã, thì trong đó là có bản thân tôi là ở Tuy Quang được lọt vào cái top 100 là ngôi sao hợp tác xã được cái giải thưởng này. Những thành tích đáng ghi nhận đó sẽ trở thành cái niềm động viên cũng như là nguồn lực, động lực như thế nào cho hợp tác xã cũng như là bản thân ông trong những cái chặng đường tiếp theo ạ? Bản thân tôi cũng như là mọi người thì phấn đấu, thì liên tục phấn đấu để mà đảm bảo thứ nhất là về vấn đề năng suất, hiệu quả lao động và cái danh hiệu của thương hiệu của hợp tác xã mình. Thế mà khi mà đã có thương hiệu rồi thì cái nhiệm vụ càng nặng hơn. Đấy, và tôi xác định như thế. Khi mình đã nhận được thương hiệu rồi thì mình phải thấy rằng là nhiệm vụ nó sẽ càng nặng nề hơn, và mình càng phải làm thế nào để cho nó xứng đáng với cái danh hiệu của mình mà nhà nước trao tặng cho mình. Thế cho nên là thời gian tới chúng tôi vẫn cứ tiếp tục phải phát huy để làm thế nào để đi sâu vào các cái điểm mà chúng tôi chưa thực hiện vệ sinh môi trường, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu và khai thác để làm sao cho nó cái môi trường nông thôn nó ngày một trong sạch. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về kinh tế nhân dân, thu nhập của nhân dân cũng càng phải phát triển năm sau cao hơn năm trước. Dạ vâng, thưa quý vị, những người cựu chiến binh một thời xông pha nơi lửa đạn, họ đã đóng góp công sức, trí tuệ và cả máu xương của mình để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Và ngày hôm nay khi trở về với đời thường thì họ lại trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Và ông Nguyễn Hữu Hoạch trong câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay đã đóng góp rất nhiều cho kinh tế địa phương và đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Thì ông chia sẻ là ông chọn lĩnh vực môi trường để hoạt động bởi vì nó mang lại rất nhiều những ý nghĩa, là mang lại cái giá trị về kinh tế cũng như là mang lại sự trong sạch cho môi trường, đóng góp nhiều cho xã hội và thay đổi những cái nhận thức của người dân nông thôn về làm sạch môi trường và đóng góp cho một cuộc sống trong lành tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay.